Chào các bác nha, hôm nay có giao con số 0 thái đẹp nha các bác, vỏ hồng bự. Máy nhìn sới thật đăng luôn nha các bác. Vỏ hồng bự nha các bác, vỏ 16.9 trừ 23 ớt 28 không con, mình còn 4 con nha các bác. Bơ nó còn đẹp nha các bác. Rồi cào lắm các bác ơi. Này. Cào lắm. Đẹp trời nha các bác. Đặng lên cho nó lấy dần gà cho mình. Giờ nào lấy được chưa? Nó quen. Đi luôn anh rồi em đi là gặp được tiền đâu rồi. Mẹ em đi trước á. Đúng rồi. Bây giờ em không em. Cái tăng lương mới nha. Bà em thẻ em không có tiền, em lại ôm em lại không có cầm đi. Nhà nhà có chuyện không à? Đúng mẹ nãy giờ ai nhà có đâu đâu đứng chưa vô. Dâm mới. Không cần thiết. Đứng đâu rồi đâu mới dùng ngoài mà mới dùng nào xe lên đó rồi. Đi đụng quá thì đi là rộng vậy. Bây giờ ta mua mấy đằng thì chị lao thì ở đây nói gì đó. Mấy em đẹp này. Bác ở ngoài đường đi chỗ giúp chưa hả? Dạ, mua ơi. Máy nước sơn đẹp còn khoảng 90% nữa. Máy ghép đẹp anh em. Bên vậy giờ đi bỏ rồi. Dạ dạ, nó nói vậy được đó. Không như bây giờ bọn anh chúa đi quen người ta, như bọn em lên đây. 900 mấy giờ nha các bác. Bắt xe đò lên rồi đứng ở chỗ đấy đứng là bắt xe vào tiếp. Đi vừa là. Qua rồi chừng nào tới lên xem mình quay tiếp nha. Quay tiếp nha các bác. Lên nha các bác. Giờ học kèo tới giờ đó. Xe quá trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi như nha các bác ơi, xe lớn quá trời các bác ơi. Rồi kết thúc video này nha, nước bác ngoài chụp like một xe nhau cái chuông để được thông báo của kênh nhé, tạm biệt các bác.